Nhà Minh cai trị Trung Hoa từ nửa sau thế kỷ thứ 14 đến giữa thế kỷ thứ 17. Ngoài mối đe dọa từ phương Bắc với sự xâm lấn của các bộ tộc du mục, nhà Minh còn phải đối mặt với nạn oa khấu hoành hành cướp phá vùng bờ biển phía đông. Vậy giặc oa khấu là gì? Ai đã diệt giặc oa khấu theo những ghi chép của người Trung Quốc? Và có một nhân vật nổi tiếng trong truyện Kiều, đội trời đạp đất cũng đã từng làm giặc oa khấu. Chào mừng đến với câu chuyện ngày hôm nay. Cướp biển Nụy Khấu, còn gọi là Oa Khấu hay là Uy Khấu, là cụm từ không còn xa lạ với nhiều người. Tên gọi này là sự kết hợp của Uy chỉ người Nhật và Khấu nghĩa là giặc cướp, thảo khấu. Từ Uy còn đọc là Oa nghĩa là lùn, nhưng cũng là từ mà giới chức Trung Hoa dùng để gọi Nhật Bản cho tới thế kỷ thứ 8. Như vậy, giặc Oa Khấu là cách mà người Trung Quốc chỉ những cướp biển Nhật Bản. Thời hiện đại, từ Uy Khấu hoặc là Oa Khấu vẫn được dùng ở Trung Quốc và Triều Tiên như một từ ngữ dùng để miệt thị sự xâm lăng của người Nhật Bản trong quá khứ. Và đây là cách mà người Trung Quốc gọi người Nhật Bản, chứ không phải là cách người Nhật Bản gọi mình. Oa Khấu phát triển như thế nào? Có hai giai đoạn riêng biệt của cướp biển Oa Khấu. Giai đoạn thứ nhất giới hạn trước thế kỷ 16, đánh dấu bằng sự hoạt động của các nhóm cướp biển có xào huyệt ở các hòn đảo xa xôi và những vùng nghèo khó của Nhật Bản. Những nhóm cướp biển này thường nhận được sự chống lưng từ các lãnh chúa địa phương. Cũng từ đó mà các lực lượng này bị mặc nhiên coi là cướp biển Nhật Bản. Cướp biển Nhật Bản tập trung đánh cướp bán đảo Triều Tiên và sau đó thì trải rộng từ Hoàng Hải đến Trung Quốc. Từ đây, nhà Minh đã thiết lập chính sách ngăn cấm tư thương với Nhật Bản, trong khi vẫn cho phép buôn bán chính thức theo con đường của các triều đại phong kiến. Và chính sách này được gọi là hải cấm để giảm bớt cướp biển. Triều đình nhà Minh tin rằng hạn chế thương mại với tư nhân sẽ dần dần đẩy lùi nạn oa khấu. Tuy nhiên, chính sách này hóa ra lại buộc nhiều thương gia Trung Quốc lén buôn phi pháp với Nhật Bản để tự bảo vệ quyền lợi của mình. Việc này thì dẫn đến sự hình thành của giai đoạn thứ hai của oa khấu, khi mà hải tặc Nhật Bản đồng lõa với hải tặc Trung Hoa và bành trướng lực lượng. Giai đoạn thứ hai được bắt đầu từ đầu thế kỷ 16 cho đến khi lực lượng này tan rã vào thế kỷ 17. Đặc trưng với phần lớn những tên cướp biển Nhật Bản bây giờ, phần lớn giặc oa khấu thì lại không phải là người Nhật, mà chủ yếu là người Trung Quốc, có cả người Bồ Đào Nha. Thậm chí nhiều người trong số này vốn ban đầu lại không phải là cướp biển. Trong thời kỳ này, lực lượng và giới lãnh đạo oa khấu đã thay đổi rõ rệt, với thành phần Trung Quốc tăng lên rất nhiều. Tại thời kỳ đỉnh điểm vào giữa thế kỷ thứ 16, oa khấu hoạt động dọc suốt vùng biển Đông Á, thậm chí còn ngược sông lớn lên lục địa như tại sông Dương Tử. Những hạn chế nghiêm ngặt về những hoạt động trên biển đã đẩy ngư dân nhà Minh vào bước đường cùng, buộc họ phải báo động. Nhiều người đã biến thành giặc. Điều này lại càng khiến cho oa khấu mạnh hơn bao giờ hết. Vào năm 1554, họ đánh bại quân Minh trên đất liền, đe dọa những thành phố lớn ven biển như Nam Kinh và Hàng Châu. Vậy chính quyền nhà Minh đã làm thế nào để đối đầu với giặc oa khấu và cử ai đánh bại giặc oa khấu? Người Trung Quốc rất nể phục tài năng của tướng quân Thích Kế Quang, bởi ông là người đã đánh tan hải tặc lộng hành ở vùng Duyên Hải với hơn 80 cuộc chiến lớn nhỏ trong 10 năm. Thích Kế Quang là một danh tướng Trung Quốc thời nhà Minh. Ông là người giúp nhà Minh đạt những thành tựu vượt bậc trong việc chống hải tặc và nâng cấp Vạn Lý Trường Thành, đoạn từ Sơn Hải Quan ở Hà Bắc đến Cư Dung Quan ở Bắc Kinh. Câu chuyện về Thích Kế Quang giống như những gì mọi người từng nghe về lịch sử Trung Quốc. Ông sinh ra trong một gia đình quan võ. Ông nội của Thích Kế Quang từng phục vụ dưới triều đại của Hoàng đế Trung Nguyên Chương, người sáng lập ra triều đại nhà Minh. Cuối thế kỷ 16, miền Đông Nam Duyên Hải Trung Quốc thường bị hải tặc từ Nhật Bản quấy nhiễu, người Trung Quốc gọi là oa khấu. Nhưng thành phần cướp biển không chỉ có người Nhật mà còn có cả người Trung Quốc. Giặc oa khấu khi đó mạnh đến mức tùy nghi hành động cướp phá mà lực lượng địa phương không làm gì ngăn được. Đó là lúc triều đình nhà Minh biệt phái Thích Kế Quang đi dẹp giặc. Ông thành lập lực lượng chiến đấu hoàn toàn mới, đề ra phương châm uyên ương trận và đặc biệt là cách để quân sĩ chống lại giặc Nhật cũng rất thú vị. Lần đầu tiên đụng độ oa khấu, ông phát hiện vũ khí Nhật Bản vừa chắc vừa sắc bén, quân đội Trung Quốc không đánh lại được. Trong đêm, ông tình cờ nảy ra ý tưởng đối phó với giặc trong khi nghe tiếng gió thổi qua rặng tre. Các ống tre dài chặt đứt tạo thành đầu nhọn, bên trong chèn vôi bột, sử sách Trung Quốc có ghi chép lại như vậy. Và sáng hôm sau, Thích Kế Quang đích thân dẫn quân đánh oa khấu. Đội quân hải tặc khi đó chiếm được khu vực Duyên Hải Trung Quốc, vội vàng tỉnh dậy ứng chiến. Nhưng thanh đao sắc lạnh của người Nhật lại tỏ ra vô dụng khi quân sĩ của Thích Kế Quang dùng gậy tre xông tới. Khi quân oa khấu chặt đứt đầu gậy thì vôi bột tóe ra làm mở mắt. Gậy tre dù bị chặt thế nào thì cũng vẫn là vật nhọn,
Do đó binh sĩ của Thích Kế Quang cứ thẳng tiến và đâm về phía trước. Chỉ trong một ngày, dọc Oa Khấu hoảng hốt bỏ chạy lên thuyền về Nhật Bản. Trong 9 lần đụng độ với Oa Khấu tập kích Chiết Giang, Thích Kế Quang được sự ủng hộ của nhân dân địa phương đã đánh 9 trận và toàn thắng. Sau này Oa Khấu chuyển sang mục tiêu cướp phá ở Phúc Kiến, cũng bị Thích Kế Quang tiêu diệt gọn. Trong cuộc chiến ở Bình Hải, quân đội Thích Kế Quang chỉ huy giết 2.200 quân giặc và cứu được 3.000 người. Thích Kế Quang là một vị tướng tiếng tăm lẫy lừng trong quân doanh và trên chiến trận vì nhiều lần đánh thắng quân Nhật. Nhưng lạ thay, ông lại là người rất sợ vợ. Một phần vì mối lương duyên của ông được ấn định ngay từ còn nhỏ. Vợ Thích Kế Quang là một cô gái họ Vương. Năm 13 tuổi, cả hai đính hôn và chính thức cưới nhau khi Thích Kế Quang tròn 18 tuổi. Cuộc sống vợ chồng ban đầu có những khó khăn. Bà Vương không ngần ngại bán trang sức trang trải cho chồng. Những đồ ăn ngon bà đều dành cho Thích Kế Quang. Bà biết chồng thích ăn cá, bà chỉ ăn phần đầu và đuôi để lại phần thân cho chồng. Cả hai vợ chồng sống với nhau tình cảm như vậy hàng chục năm, nhưng bà Vương mãi không sinh nở. Ở thời điểm đó, việc tiếp tục sinh con nối dõi là điều quan trọng với mọi người phụ nữ. Đến khi Thích Kế Quang 36 tuổi, ông rất buồn nhưng phải chấp nhận sự thật là vợ mình không thể mang thai. Đó là lúc ông có người vợ lẽ đầu tiên. Nếu sự việc chỉ như vậy, bà Vương vẫn yêu chồng như ngày nào. Nhưng Thích Kế Quang vẫn tiếp tục lấy thêm vợ, điều này khiến bà rất buồn. Một ngày nọ vì không chịu được nữa, bà quyết định khăn gói trở về nhà, coi như chấm dứt mối quan hệ hôn nhân với chồng. Ở thời xưa, việc người phụ nữ từ bỏ chồng như vậy được coi là một nghị lực rất lớn. Không chỉ được biết đến bởi sự yêu thương, chăm sóc chồng vô bờ, bà Vương còn là người phụ nữ gan dạ. Khi chồng chống giặc Oa Khấu, Thích Kế Quang dẫn quân đi dẹp giặc. Một nhóm giặc Oa Khấu nhân cơ hội này lẻn vào thành phố cướp phá. Chính bà Vương là người thuyết phục quân sĩ, phụ nữ và người già đứng lên chống giặc. Họ mặc quần áo của đội quân Thích Kế Quang, khiến cho giặc hoảng hồn và không dám tấn công. Khi trở về, Thích Kế Quang hết sức bất ngờ khi thành phố được bảo toàn, không hề bị thiệt hại dù chỉ một người. Về sau, khi sạch bóng giặc Oa Khấu, Thích Kế Quang được giao nhiệm vụ phòng vệ ở Vạn Lý Trường Thành. Bà vẫn chấp nhận đi theo chồng, đến khi chồng không ngừng lấy thê thiếp thì mới bỏ đi, sống một mình đến cuối đời. Và có một nhân vật các bạn học trong sách giáo khoa, đó là Từ Hải, thì cũng có xuất thân liên quan đến Oa Khấu. Đội trời đạp đất ở đời, họ Từ tên Hải vốn người Việt Đông. Giang hồ quen thói vẫy vùng, gươm đàn nửa gánh, non sông một trèo. Theo Minh Sử thì Từ Hải là một thủ lĩnh Hải Khấu, đội trời đạp đất, lừng danh nhất thời Gia Tĩnh nhà Minh. Theo một số tư liệu thì Từ Hải vốn là người ở An Huy và vốn là hòa thượng ở chùa Hổ Bào ở Hàng Châu, pháp danh là Phổ Tịnh, còn gọi là Minh Sơn Hòa Thượng. Sau được người chú là Từ Duy Học rủ bỏ chùa đi buôn bán làm ăn ở trên biển. Rồi với khả năng tổ chức và tác chiến thiên bẩm, Từ Hải dần trở thành một đầu lĩnh, vươn ra thâu tóm các nhóm hải tặc, thế lực lớn mạnh với hơn vạn quân, tung hoành cướp phá một dải vùng Chiết Giang, tự xưng là Thiên Sai Bình Hải Đại Tướng Quân, uy danh lẫy lừng. Nhưng sau này Từ Hải đã thất bại dưới tay của Hồ Tôn Hiến như trong chuyện Kiều nói. Hầu hết các sử sách đời Minh đều ghi chép sơ lược về cái chết của Từ Hải và cũng không xác định được Từ Hải chết là do bị giết hay là tự tử. Mãi đến đầu thời nhà Thanh, trong Kim Vân Kiều Truyện của Thanh Tâm Tài Nhân mới tiểu thuyết hóa cái chết của Từ Hải với sự hiện diện của Thúy Kiều. Hồ Tôn Hiến đã thực hiện kế ly gián thành công, khiến nhóm cướp biển của Từ Hải mâu thuẫn, tự tiêu diệt lẫn nhau. Quân Minh đại thắng, giải quyết được tặc đảng nhiều năm, khiến triều đình mất ăn mất ngủ.